Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 500 triệu đồng token BLB Bank. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé. Đã có 909 tài khoản holder, đã phát sinh 2.047 biểu vốn được giao dịch. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net, nên truy cập website để mình được phần dưới mô tả của đây nhé. Sau khi đã vào website, các bạn làm theo hai những hướng dẫn trên tay cho mình. Không mực, các bạn sao chép con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuỗi Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ thập phần này vào ví cho mình. Ký hiệu BLB Bank số thập phần 18. Bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm thập phần. Rồi, sau khi đã thêm địa chỉ thập phần vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp lưu rút gọn đây để nhận token. Rồi, bạn nhập vào đây giúp mình. Yêu cầu 500 triệu BLB anh. Mình dẫn xuống bên dưới đây. Chỉ dừng ngay ở đó sẽ kết thúc vào 57 ngày nữa. Đây các bạn có điều kiện này thì có thể mua ở số vốn nhỏ ra mua là không phải mi thấp nhất không phải 5 BLB nha. Các bạn cả lao các bạn nhấp vào phần này. Rồi đây có kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nha. Gà là 0.0001542 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website của Lamaipod.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất truy về mạng Binance Smart Chain nha. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh luôn nha. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 500 triệu đồng token BLB bay. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.